chào quý vị và bà con. Hiện tại thì Hải Bình Ngon đang chờ xe đi Hải Phòng để Hải Bình Ngon gửi cây giống ở xã Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đây là những cây bưởi diễn xịn. Cây này gốc từ típ 27 đến típ 34. Và bưởi Tam Hồng, Hải Bình Ngon đánh dấu bằng cái dây màu vàng buộc ở gốc. Còn bưởi diễn Hải Bình Ngon không đánh dấu để phân biệt hai giống bưởi. Đây. Hiện tại thì Hải Bình Ngon đang đứng ở mặt đường quốc lộ 32 đợi xe đến để gửi cây. Bà con ai có nhu cầu mua cây giống liên hệ với Hải Bình Ngon qua số máy 0968129996. Địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Hải Bình Ngon có các giống bưởi diễn xịn, bưởi Tam Hồng, bưởi Đường Chín Sớm, bưởi Ngọc Minh Khuê. Ngoài ra Hải Bình Ngon còn bán mắt ghép cho bà con về ghép cải tạo các giống bưởi, bưởi Tam Hồng, bưởi Đường Chín Sớm, bưởi Ngọc Minh Khuê, bưởi diễn xịn. Bà con có thể liên hệ với Hải Bình Ngon để được tư vấn, hướng dẫn và mua hàng. Xe đến đây rồi. Xe kết đoàn Hải Phòng